Trong quý 3 năm nay, toàn tỉnh phát hiện 177 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 342 đối tượng, so với quý 2 giảm 67 vụ. Lực lượng công an các cấp đã điều tra làm rõ 158 vụ, đạt 89,3%. Để đạt được kết quả trên, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an và sự phối hợp của các ngành, các cấp, hệ thống chính trị xã hội trong phòng chống tội phạm. Quý tư năm nay, ngoài việc nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, lực lượng công an chú trọng phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, thường xuyên tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn mới, bồi dưỡng kỹ năng phòng chống tội phạm tại các địa bàn dân cư, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.